Hello, xin chào các bạn Mời các bạn tiếp tục đến với series 60 ván cờ đáng nhớ của Bobby Fischer Ván này vẫn thuộc giải cơ vua quốc tế tổ chức tại thành phố Zurich của Thụy Sĩ năm 1959 nhé Và đối thủ của Fischer là một kiện tướng quốc tế tên là Egard Water Mặc dù đối thủ chỉ là một kiện tướng quốc tế Nhưng mà đây lại một ván cờ khá nhọc nhằn của Bobby Fischer Vậy nó nhọc nhằn như nào thì mời các bạn theo dõi ngay sau đây ở ván này Edgar Walther được cầm quân trắng đi trước Ông mở màn với nước tốt E4 Bobby Fischer đáp trả bằng nước tốt C5 Triển khai thế trận phòng thủ Sicilian Tiếp theo trắng đi mã F3 Đen đi tốt D6 Trắng đi tốt D4 Tốt đen ăn tốt trắng Mã trắng ăn lại tốt đen Đen đi mã F6 tấn công tốt trắng Trắng nhảy mã C3 bảo vệ tốt Đen để tốt A6 ngăn tượng hoặc là mã trắng lên B5 và đây chính là biến lai đóp nổi tiếng trong khai cuộc phòng thủ CC Trắng đi tượng G5 tấn công mã đen. Đen để tốt E6 mở đường cho tượng phát triển và chuẩn bị nhập thanh. Trắng để tốt F4 dừng cao tốt tấn công từ sớm. Đen đi tượng E7 tháo ghim cho mã và chuẩn bị nhập thanh. Trắng đi hậu F3 đen đi mã D7 trắng nhập thanh. Đen hiệu C7 chiếm lĩnh cột nửa mở C. Trắng đi tượng D3. Đen để tốt B5, dâng cao tốt tấn công về phía thành của vua trắng. Tượng trắng ăn mã đen, mã đen ăn lại tượng trắng. Trắng bình xe 1. Như vậy là trắng đã có đôi xe kiểm soát hai cột trung tâm. Đen đi tượng B7, chiếm lĩnh đường chéo lớn. Trắng dịch vua sang B1 cho an toàn. Đen bình xe C8, chồng quân với hậu tạo thành súng cao su trên cột nửa C. Trắng đẩy tiếp tốt G4 sau đó sẽ dí lên G5 tấn công mã đen, dần dần gây sức ép về phía thành của vua đen. Đen liền chạy trước mã về D7, trắng vẫn theo kế hoạch đẩy tiếp tốt xuống G5. Tiếp theo, đen nên đẩy tốt G6 hoặc là đẩy tốt B4 tấn công mã trắng hoặc là nhập thành. Hoặc cũng có thể đi hậu B6 tấn công mã trắng đều là các phương án khá là ổn. Nhưng mà đen lại nhảy mã B6 Nước đi này thì làm cho F6 bị suy yếu. Trắng liền đẩy tốt F5 tấn công tốt đen. Tốt đen ăn tốt trắng cũng được. Tốt trắng đang bị ghim không thể ăn lại. Nhưng mà chắc sợ chắc là đen sợ mã trắng ăn lại tốt đen mở thông cột F sẽ dễ dàng triển khai tấn công. Do đó ở ván cờ thực tế thì đen không đổi tốt với trắng mà đẩy tốt E5 tấn công mã trắng. Không thèm chạy mã. Trắng đẩy tiếp tốt xuống d6 tấn công tượng đen. Nếu tốt đen ăn mã trắng thì trắng nhảy mã d5 tấn công 3 mục tiêu là hậu, tượng và mã đen. Đen chạy hậu d7 thì mã trắng ăn mã đen và tấn công đôi hậu và xe đen. Đen chạy hậu b8 thì mã trắng ăn mã đen và tấn công xe đen. Đen chạy hậu d8 thì tốt trắng ăn tượng đen buộc đen chạy hậu d7 và mã trắng ăn tiếp mã đen tấn công đôi hậu và xe đen đen chạy hậu c6 thì mã trắng ăn tượng đen tấn công đôi hậu và xe đen đen chạy hậu c5 thì trắng để tốt b4 tấn công buộc hậu đen chạy về c6 sau đó lại giống như bàn nãy mã trắng ăn tượng đen tấn công đôi hậu và xe đen còn nếu đen không chạy hậu thì có thể lấy mã ăn mã trắng tốt trắng ăn lại mã đen ghim và bắt chết tượng đen nói chung của anh kiểu gì thì đen cũng sẽ toang do đó ở ván cờ thực tế đen không dám ăn mã trắng mà lấy tốt ăn lại tốt trắng tốt trắng ăn tiếp tốt đen và tấn công tượng đen đen chạy tượng f8 trắng cũng không thèm chạy mã mà nhảy mã lên d5 chiếm lĩnh trung tâm và tấn công hậu đen. Nếu đen chạy hậu thì lại giống như phân tích bàn nãy, cho nên là mã đen ăn mã trắng, tốt trắng ăn lại mã đen. Như vậy là tốt đen e5 đã bị ghim và không thể ăn được mã trắng. đen dịch vua sang d8 tháo ghim cho tốt, trắng nhảy mã vào c6 chiếu, tượng đen ăn mã trắng, tốt trắng ăn lại tượng đen, hậu đen ăn tốt trắng gạ đổi hậu. Trắng không đổi hậu mà đi tượng E4 tấn công hậu đen Đen chạy hậu B6 Đến lúc này thì các bạn có thể thấy là trắng đang có lợi thế rất lớn Khi mà các quân đều ở những vị trí trọng yếu Trong khi vua đen thì không thể nhập thành Đang tơ hơ giữa bàn cờ Tượng và xe của đen phía cánh vua thì cũng đang chết dí Chưa thể phát triển Thừa thắng sông lên thì trắng đi hậu H5 tấn công tốt đen Không thêm bảo vệ tốt Đen chạy vua lên C7 Để có thể chạy vào B8 cho an toàn Trắng chưa vội ăn tốt đen mà đi tượng F5 tấn công xe đen. Đen chạy xe D8. Hậu trắng ăn tốt đen, chiếu. Vua đen chạy B8. Trắng đi hậu e 6 mở đường cho tốt xuống F7. Đen lùi hậu về C7 phòng ngự. Chưa vội đẩy tốt xuống F7, trắng đi xe e 3 chuẩn bị sẽ sang C3 để kiểm soát cột mở C. Đen liền đi tượng H6 tấn công xe trắng và liên kết song xe. Trắng theo kế hoạch bình xe C3 tấn công hậu đen Đen chạy hậu B7 Trắng đẩy tốt xuống F7 Mở đường cho hậu tấn công tượng đen Và chỉ một nước nữa là sẽ phòng cấp biến thành siêu xây ra Nhưng mà một bước nữa này tưởng như xa cả vạn rộng Bởi vì có cả song xe lẫn tượng nhằm nhe tiêu diệt Đen chạy tượng về G7 chiếm lĩnh đường treo lớn Nhưng mà đây là một sai lầm Nếu tận dụng được sai lầm này Trắng có thể bình xe G3 tấn công tượng đen Đen có chạy tượng đi đâu chẳng nữa Ví dụ chạy về F8 Thì trắng sẽ phi xe xuống G8 gạ đổi Nước tốt nhất dành cho đen là chạy tượng E7 Để liên kết song xe và ngăn tốt trắng phong cấp Khi đó trắng sẽ đi tượng E4 tấn công Nhằm đánh lạc hướng hậu đen đang bảo vệ tượng Và ngăn đen dình phi hậu vào H1 để cắn trộm Hậu đen ăn tượng trắng thì xe trắng ăn xe đen Xe đen ăn lại xe trắng thì hậu trắng ăn tượng đen Nói chung xoay sở kiểu gì với cái thế cờ này thì đen cũng sẽ thua Nếu đen không ăn tượng trắng mà chạy hậu C7 Thì trắng sẽ không sợ hậu đen phi xuống H1 cắn trộm nữa Cho nên sẽ bình tiếp xe sang G1 rồi đổi xe với đen Sau đó thì lao tiếp xe xuống G8 Nói chung đánh kiểu gì thì đen không thể chống đỡ được Trở lại ván cờ thực tế thì trắng không nhìn ra nước bình xe G3 mà bình xe D3, trồng hai xe tấn công tốt D6. Đen lùi tượng về F8 bảo vệ tốt. Đến đây trắng vẫn có thể bình xe G3 như phân tích ban nãy. Nhưng mà trắng lại thí hậu ăn tốt đen. Tốt đen ăn hậu trắng, xe trắng ăn xe đen, chiếu. Đen chạy vua 7. Trắng phi tiếp xe xuống D7, ghim và bắt chết hậu đen. Đen đẩy tốt H5, mở đường cho xe còn lại xuất trận. Xe trắng ăn hậu đen, vua đen ăn xe trắng. Trắng đẩy tốt C3, mở đường thoát cho vua. Sau nước đi này thì Bobby Fischer thú nhận sau trận đấu là ông đã định chịu thua rồi. Mặc dù vậy thì ông vẫn ngoan cường chiến đấu, dù nó còn cái nịt thì vẫn cứ phải chiến đấu. Đen đi vua C7, tấn công xe trắng. Trắng chạy xe A8, tấn công tốt đen. Đen đi vua D6, xe trắng ăn tốt đen, chiếu đen chạy vua e7, tấn công đôi, tấn công tốt trắng. Đến đây thì trắng nên đi tượng g6 để bảo vệ tốt, quân tốt thông nguy hiểm sắp phong cấp. Nhưng mà trắng lại bình xe em 6 chiếu. Vua đen là tốt trắng, xe trắng ăn tốt đen. Như vậy là trắng đã đổi một quân tốt thông sắp phong cấp để lấy một quân tốt thông tầm thường của đen, thật là phí phạm. Tiếp tục đến lượt đen, rằng nào cũng không giữ được quân tốt b5, Cho nên đen đẩy tốt b4 gạ đổi tốt trắng ăn tốt đen tượng đen ăn lại tốt trắng đến lúc này thì trắng đã mất đi lợi thế cực lớn lúc trước mặc dù vậy thì trắng vẫn đang có lợi thế khi hơn đen hẳn hai tốt thông với đối thủ hơn hẳn hai tốt thông như này thì Bobby Fischer sẽ chống đỡ như nào mời các bạn xem tiếp các pha xử lý cờ tàn của cả hai kỳ thủ nhé Cuối cùng thì ván cờ được đưa về tàn cuộc tượng khác màu. Mà tàn cuộc tượng khác màu này thì các bạn biết rồi đấy. Rất dễ hòa cờ. Nếu tiếp tục thì trắng có thể đẩy tốt xuống B7. Đen đi tượng F4. Trắng đi tốt A6. Thì đen đi vô B6. Rồi sau đó cứ di chuyển tượng đen qua lại trên đường chéo B8H2 là trắng không làm gì được. Nên ván cờ sẽ hòa như vậy là chiếm lợi thế từ đầu đến cuối trận nhưng mà không thể tận dụng được lợi thế để tung ra đòn quyết định kiện tướng Igor e. water đành chấp nhận chia điểm với bobby fisher trong cuốn sách của mình thì bobby fisher cũng viết cái đáng nhớ của ván cờ này là vì đối thủ yếu hơn có một thế trận rất tốt nhưng mà thiếu những kỹ năng cần thiết để dứt điểm ván cờ và vua cờ capablanca thì hay nói một câu the good player is always lucky Ý nói là người chơi tốt thì luôn may mắn May mắn ở đây cũng chính là dựa vào một phần của thực lực Bởi vì thế muốn may mắn thì các bạn phải là một người chơi tốt nhé Ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video Xin chào và hẹn gặp lại